Theo hôm trước có bác bảo em là không thấy Tuấn Minh lên thanh lý khoan bún xeo. Hôm nay em sẽ lên con bún xeo này cực kỳ là ngon cho các bác. Và ở đây nhá, hôm nay video có cả hàng cũ, nhưng mà hôm nay em sẽ lên con này trước, vì chắc chắn con này là các bác sẽ rất là ưng luôn. Đây, con này trên tay em đây là con Blue Max các bác nhá. Khoan bún xeo Blue Max. Con này thì hiện tại em đang bán trên TikTok với các cái sàn khác, cực kỳ là ngon. Đây các bác này, mã này là đầu 13 ly cả nó nhá. Đấy, đầu 13 ly, và đặc biệt con này đầu của hãng Peacock này, một trong những cái hãng đầu máy khoan nổi tiếng bên Trung Quốc. Con này đặc biệt là có cả ốp inox móc treo như này, để cho các bác đi leo trèo trên cao thì móc cái này vào cho em là không bị rơi máy nhá. Đầu 13 ly, 3 chức năng có búa ăn hoi, động cơ không chổi than, đi kèm là hai quả pin 4 xeo như này. Nhưng đây là cái điểm hay của con này nữa các bác. Khi các bác mua nha, em tặng luôn cho các bác một cái đai như này. Đây, cái đai này để cho các bác đi leo trèo trên cao này. Nó giữ mũi rất là hay luôn. Đấy. Đây các bác đây nhá. Các mũi vít đấy, đây nó dính vào đây được này. Nó có lâm châm. Đây, mũi vít, mũi tôn. Đấy. Tặng luôn cho các bác nhá. Và em báo giá luôn cái này không phải là theo giá bán mới mà bán giá xả luôn. Nhiều bác cứ bảo thằng Tuấn Minh toàn ngày toàn thấy xả. Nhưng các bác đi kiếm hộ em ở đâu bộ này nhá, em báo giá luôn. Blue Max đầu 13 ly 4 xeo 590.000 nhá. Em nói luôn giá này là em xả nhá. 590.000. Full bộ như này, một máy 2 pin, một sạc 4 xeo. Riêng giá này em khẳng định các bác, bất chấp tất cả các sàn thương mại điện tử khác, full bộ Blue Max 4 xeo 590k. Đây nhá. Rồi, đấy là cái con 4 xeo đầu tiên em lên, còn bây giờ mới là hàng cũ, hàng thanh lý giá còn siêu rẻ đây. Đây. À đây này, con này đầu tiên đi, để em lấy cái quả pin em lắp vào cho các bác thử nhá. Đây. Con này là Huga 1065P, em quay gần cho các bác. Con này là hàng cũ nhá, em nói luôn, con này là cái hàng em mang đi test nhiều, giờ nó cũ như này rồi. Cái này em thanh lý nhá, chân Makita phổ thông đầu 10 ly 3 chức năng Huga 1065P. Có một con nhá, thanh lý hàng cũ, cái này bắt buộc em nhắc lại nhá. Cái này ông nào phải chuyển khoản em mới gửi. Vì em cái thanh lý cái giá này chắc các bác giật mình luôn. 250.000 nhá. Riêng con này 250.000 em bao ship, có một con thôi. Bác nào chuyển khoản thì em bao ship luôn cho nhá. 250.000 một con Kuka 1065P hàng cũ. Tiếp theo đây em còn con hàng mới, thì bác lấy con Kutan này hàng mới. Tất nhiên con Kutan thì tua tốc lực nó không thể bằng con Kuka kia được. Đấy. Con này thì em cũng còn vài cái thôi. Giá này nhá, đấy các bác lại đi check đi, không nhiều ông vào cứ bình luận bảo thằng này toàn thấy thanh lý. 290.000 nhá, một thân máy nhỉ. Đầu 10 ly 3 chức năng, con này là của hãng Kutan nhá. Đây em quay gần cho bác nhìn không các bác này. Kutan 290. Đấy, em còn 2-3 cái thân này thôi, đầu 10 ly 3 chức năng. À đây. Con TD172 mấy hôm trước mà em cứ tưởng hết hàng rồi mà vẫn có bác gọi mà quên mất, ở báo là hết. 172, con này là hàng trưng bày treo kệ. Nói chung còn mới đẹp khoảng 90%. Còn một con nhá, 350.000. Đấy. 350.000 một thân. Đây còn thân bê tông. Con này cũng hàng trưng bày. Hàng trưng bày. Thân máy. Đây, em còn một thân bê tông Makita hàng trưng bày nhá. Nhớ cho em đây tất cả nó là hàng Trung Quốc thôi. Hôm vừa rồi có mấy bác gọi cho em hàng này hàng Nhật, à bảo hàng Nhật không có cái giá vài trăm như này đâu. Đấy, thân bê tông nhá. Còn một cái thanh lý lốt 490.000. Một cái nhá, 490.000. Đấy, hàng cũ, hàng trưng bày. Rồi, tiếp theo đi. Đây còn mấy cái thân này này. À đây, cái thân này. Con này là bị khách đặt xong, khách trả về. Em chả hiểu với ông đặt xong mà không xem hàng. Con này là Huacan F9. Model là Huacan F9. Con này là nó chạy động cơ chổi than nhá. Động cơ chổi than nên giá nó rẻ. Đầu 10 ly 3 chức năng này. Ô, còn con này cũng còn một cái đi, thanh lý lốt 250.000. Cái này 250.000 em bao ship luôn nhá. Chấp nhận lỗ 50.000 một cái. Chứ em nhập vào nó 290.000. Bây giờ bán 250.000 bao ship là lỗ gần lỗ 560.000 đấy. Đây, còn đây con gì vẫn mới nguyên hộp như này. À, con này hay. Xuyên vít các bác, Milwaukee. Nhớ cho em đây nó cũng là hàng Trung Quốc thôi, không phải là hàng Nhật, hàng Mỹ đâu nhá. Con này thì nó nhái cái mẫu của chuyên vít Milwaukee. Có hai con đâu nhỉ? Đây, hai con đây. Đây, hai con các bác nhá. Đấy, để em lắp thử mà. Mới các bác nhá, con này hàng mới. À, thanh lý lốt đi,
400.000 nhá. Ngày trước em đang bán con này 550, bây giờ thanh lý 400.000. 3 cấp à, 4 cấp chỉnh gốc cơ. 1 2 3 4 này. 4 này, 1 2 3 4. Ok, vẫn ngon. 400.000 nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, bác nào săn được thì cứ chủ động gọi sớm cho em thôi. Không nhiều bác gọi không được cái lại quay ra chửi em Tuấn Minh bảo mày cứ đăng tào lao. Đây là con này hôm trước còn quên là mình cũng còn mấy con mới nguyên hộp đây mà không biết đây. Có hai con nữa thôi. TD002GZ này. Hệ này nó giống với cái hệ của Makita 40V. Model của nó là 002GZ nhá. 4 cấp luôn. 1, 2, 3, 4. Đẹp dã man con này. Con này em cũng còn một cái. 400.000 nhá. Giá hôm nay là hàng mới nhá. Hôm trước em thanh lý được con cũ. Con này hàng mới là 400.000. Bao ship cho các bác luôn. Đấy. Giá nào bao ship là em đập luôn cho các bác. Đây là cái con gì đây? À đây, ông này lại cứ mới ra bây giờ lại còn lẻ ở đây, xong rồi khách gọi thì kêu không có. Con này là thân ca mắc quýt nhá, dòng này là dòng tháo đầu. Ba chức năng có búa này. Con này tốc nhanh thật. Đầu quýt nhá, tháo đầu được, tháo ra thành máy bắn vít trượt. Còn hai thân nhá, hôm trước bác nào gọi cho em không được thì gọi luôn cho em nhá. Mới nguyên hộp 370.000 nhá, 370.000. Còn hai cái. Bác nào săn được thì săn luôn cho em. 370.000 nhá. Thân ca mắc quýt. Còn bác nào mà hôm trước săn cái bu lông X9 Pro không được thì hôm nay em còn một cái thân X9 IMP đây. Đây là cái bản đời sau của X9 Pro. Con này là X9 IMP. Vẫn nguyên hộp của nó như vậy nhá. Em còn lẻ thân thôi. Con này 650 N. Bác nào làm gara ô tô rồi sửa xe máy thì chơi con này thoải mái. Thân này thì hiện tại trên sàn bây giờ người ta vẫn đang bán là 1.200.000 nha. Nhớ cho em giá này các shop bây giờ người ta vẫn còn. Nhưng mà thôi em hết rồi, em còn một cái em xả lốt đi. 650 N, 650.500 nha. Xả lốt 650.500. Con này khẳng định các bác em phải lỗ khoảng 300-400.000 một con. 650.500 nha. Trước đây nhập vào 1.000.000 cái thân máy này rồi. Bây giờ đấy vẫn còn nguyên hộp như này. Hàng mới hẳn hoi nha. Hukan X9 IMP nha, nhớ cho em là X9 IMP 650.000. À đây, bác nào mà dùng gia đình lấy con này cũng khá hay, vừa tầm tiền. Con này thì nói thực sự cũng không phải thanh lý, cũng chẳng phải xả lỗ. Mà giá bây giờ ở trên các sàn người ta đều bán như nhau nên là em cũng sẽ để lốt cho các bác. Bộ Elec này, một máy, một pin, một sạc. Cái này nó chỉ ghép một máy, một pin, một sạc thôi. 450.000 nhá, bộ Elec, một máy, một pin, một sạc như này. Đầu 10 ly 3 chức năng, động cơ không chổi than. Nói chung dùng gia đình như con này thì thoải mái, ok. Các bác con tường, con gạch, bắn vít, bắn tôn đều sử dụng được cho em nhá. 3 chức năng có búa. À đây, còn con này hàng cũ đây. Ui hàng cũ nhiều lắm, nhiều ông cứ bảo à con này không phải cũ. Mà là để lâu thì nó thành cũ thôi, chứ máy mới chưa sử dụng. Khoan bê tông nhá. Bê tông đa lốt của Hukan này, còn một cái thôi. Đấy, hộp thì nó là hộp giấy như này, em còn một cái nhá, bê tông đa lốt. 550.000 nhá. 550.500 bao ship cho các bác luôn. Còn một con. Cái này thì các bác có gọi em con thứ hai em chả có. Mà có thì không có giá này đâu. 550.500. Rồi, tiếp theo còn cái con gì lên nữa đây. Các bác nhìn hộp để nó bụi này, để trong kho lâu ngày. Khoan 13 ly Makita. Tem mác thì nói chung là các bác là bây giờ em cũng bóc hết tem đi rồi. Cái thì còn tem, cái không, nhưng con này nó là hàng trưng bày. Để kho nó hơi lâu nhá. Con này ngày xưa nhập vào đã vào 700 mấy, bán ra 950.000. Bây giờ em còn mấy 2-3 bộ nhảy đi, 13 ly. Một máy, hai pin nhảy, một sạc. Đây, cái thì vẫn còn tem TLT nhảy. Tóm lại là khoan 13 ly TLT nhá, hoặc là các bác gọi 13 ly Makita được. 3 chức năng, động cơ không chổi than. Thanh lý lốt, đây là giá thanh lý nhá. 660.000. Các bác thấy dòng 13 ly nào mà mua được 660 cả bộ như này đâu. Đúng không? Bình thường các bác mua 10 ly cũng đã 500-600.000 rồi. Đây nhá, bộ 13 ly em còn 2 bộ thôi. 2 bộ. 660.000. Bác nào lấy sớm thì alo cho em. Khoan 13 ly Makita được, TLT được. Rồi, à đây thổi hút bụi. Cái này trước em bán nhiều lắm, mà dạo này đấy, mùa thu rồi mà không thấy các sếp nào mua về tặng vợ hay là dùng gia đình. Con này là vừa thổi vừa hút nhá. Hút thổi bụi drama. Vừa thổi vừa hút được. Và cái giá nó rất là mềm thôi. Đây.
là thổi, còn khi các bác hút thì các bác lại lắp này vào cho em này, lắp sang đây, thêm cái túi đựng rác vào đây nữa. Đây. Thân máy nhá, nhớ cho em thân hút thổi bụi này này, 250 nhá, 250.000 một thân. Còn bác nào mà lấy kèm theo pin quả Drama 15 cell, bình thường em đang bán 440, nếu như lấy kèm vào cái thổi này em để cho bác chỉ có 380.000 một quả 15 cell này của Drama nhá, 380 một quả thôi lấy kèm. Cái trường hợp pin ấy chỉ được giá đấy khi các bác lấy kèm theo máy, còn mua lẻ bình thường em vẫn phải bán 440.000 cái quả pin này nhá. À đây, còn cái thân X4 này, cái này thì ngày xưa nói là ngày xưa chứ cách đây độ 2 tháng thì con này vẫn đang là cái sản phẩm cực kỳ hot. Wugan X4 Pro. X4 IMP màu xám xi măng. Cái này thì em bán pin mất rồi nên là em còn lẻ thân. Còn cả bộ thì em vẫn còn. Bộ của nó thì em đã có video lên rồi là bán 1.070.000 tặng thêm đầu khẩu. Còn cái này em còn lẻ thân nhá, để nhanh cho bác nào chốt này. 390.000 nhá. Còn có một cái 390.000. Đấy, X4 nhá. Con này lực 330 N, nhưng con này được cái là ngon, cái đầu này nó đúc cực kỳ dày. Cái dòng X4 này nó rất là bền. Đấy, 390 nhá. Bác nào lấy sớm thì alo em. Đây, còn anh trai nào đã có pin rồi. Em còn mấy cái thân SK910 này. Starter, con này là Starter SK910. Thân máy nhá. 13 ly 3 chức năng có búa, hàng mới, công ty chính hãng rồi thôi. Nguyên siêu nguyên hộp nha. Phiếu bảo hành này. Đấy. Con này hàng mới nguyên siêu nguyên hộp. Đây các bác này, đầu 13 ly 3 chức năng. Con này em bán lẻ thân thôi. 3 chức năng có búa. Tốc 1 này, tốc 2 này, 3 chức năng này. Cực kỳ là khỏe. Model của nó là SK910 nha, các bác nhớ cho em SK910, thân máy 570.000 một thân nha. Giá này là hàng mới nguyên siêu nguyên hộp đấy. Bao ship luôn cho các bác, đầu 13 ly à thôi. Động cơ không sổi than. Tất cả là đều chân Makita phổ thông cho các bác về dễ sử dụng. Có thêm một cái tay cầm nha. Đấy. Nhớ cho em nha, giá chỉ có 570.000 cái thân máy thôi, hàng mới. Bảo hành 6 tháng cho các bác. Đây, tiếp tục lên tiếp của hiệu Starter. Con này thì em bán rất nhiều, rất nhiều ở trên TikTok lẫn YouTube này rồi. Đây, em mở cho các bác nguyên siêu nguyên hộp như này luôn. Nói chung con này mà các bác nào làm gia đình đẹp nhất. 3 chức năng có búa. Đây em quay gần các bác nhìn này. Túi đựng đồ rất là to luôn nhá. Phiếu bảo hành chính hãng. Bộ thì một máy, 2 pin 5 cell 1 sạc như này. Hàng mới. Con này là dòng Quick tháo đầu. Đấy. Pin của nó là pin 5 cell nha. Con này tốc nhanh, tốc rất nhanh luôn. Đấy. Tốc chậm rồi. Tốc nhanh rồi. 3 chức năng này. Đấy. Con này thì mấy bữa vừa rồi em bán toàn 700 là còn cháy hàng cơ. Hôm nay nhá, lại lên cái chương trình siêu sale tháng cô hồn. Bộ này full bộ giờ này bác nào lấy em để cho 680.000 bao ship. 680 nhá. Con này là Starter SK905. Nhớ cho em model là SK905 nhá. Full bộ một máy 2 pin 1 sạc. 680 bao ship luôn. Ok chưa? Giá đấy thì các bác không phải lăn tăn đâu. Không tìm được ở đâu có cái giá như của em Tuấn Minh đâu nhá. Rồi cuối cùng trong video hôm nay nó là máy mài. Cái này cũng là cái sản phẩm em bán chủ đạo trên YouTube này. Cơ bản giá nó rẻ. Drama. Em có hai mã Drama với lại Starter nó như nhau thôi. Đây. Máy rất êm luôn. Đây nha, mài Drama thân máy 340.000 nha. Động cơ không chổi than, chân pin Makita phổ thông 340 thôi. Còn tóm lại bác nào thích lấy kèm thêm pin sạc gì thì cửa hàng em có đầy đủ. Pin Drama 15 cell bác nào lấy, em để cho các bác chỉ có. Lấy kèm theo máy thì em để cho 380, còn mua rời bình thường là 400 đi nếu mà mua rời nhá. Đấy. Trong cái phiên live hôm nay thì có rất nhiều những cái sản phẩm, có cái cũ, có cái hàng tồn, hàng trưng bày, có cái là hàng mới, hàng thanh lý xả kho. Thế nên bác nào săn được cái gì các bác nhớ gọi điện sớm cho em Tuấn Minh. Tránh cái trường hợp nhiều bác cứ bảo là thằng này nó bán có cái thì đắt, có cái thì rẻ, chả biết đâu mà lần. Tất nhiên là không thể lúc nào em xả rẻ xả lỗ được. Đi bán em phải có lãi chứ đúng không các bác? Cũng có cái em xả lỗ, có những cái em phải có lãi.
không có lãi làm sao em duy trì được, đúng không? Đấy, bác nào săn được bất cứ sản phẩm nào thì alo sớm cho em Tuấn Minh nhá. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Tuấn Minh xin một cái nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể các bác đã xem video.